về thành phố đi. Ủa Dân, sao nói không gặp mà con? Chị Tâm có đưa chuyện này cho con. Dân à, những gì cần nói em đã nói hết rồi. Anh có làm gì cũng không làm em thay đổi quyết định được đâu. Anh không có về đâu. Anh về đây á để rước em lên thành phố. Nếu mà em không chịu về á thì anh đứng lì ở đây nè. Khi nào em chịu quay về thì thôi. Anh đang làm cái gì vậy? Anh đi về thành phố đi. Anh nói rồi, tôi chết cũng không về đâu. Anh có thấy là mình đã quá trẻ con không? Anh muốn đứng đó đúng không? Vậy anh cứ đứng đó đi. Tạm con với dì qua nhà ông Lành chơi đi. Cứ mặc kệ anh. Khi nào anh đứng đó anh mệt thì tự anh về thôi à. Ừ, mình đi đi Tám. Đi Dân à, Dân à, Dân, cô Tám à, cô Tám ơi giúp con cô ơi. Không sao, mày làm được mà Long. Vì Dân, mày chịu chút cực khổ này có thấm gì đâu. Ít ra mày cũng phải cho Dân thấy được tấm lòng của mày chứ. Chú thấy là con nên về đi. Con Dân đã nói như vậy rồi, mà con cứ ở đây con có được cái gì đâu. Chú Bảy cho con ở lại đây đi, đừng đuổi con về. Con muốn đợi Dân về nói chuyện cho rõ ràng